Sương mù dày đặc ảnh hưởng tới giao thông ở tỉnh Giang Tây, tin từ Giang Tây. Sương mù dày đặc bao phủ nhiều thành phố ở tỉnh Giang Tây, miền đông của Trung Cộng, ảnh hưởng tới giao thông địa phương. Thành phố Cảnh Đức Trấn ở tỉnh Giang Tây chìm trong sương mù mùa đông từ đêm thứ Sáu vừa qua, làm cho một phần xa lộ Hàng Châu đến Ruili phải đóng cửa trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Kết quả là hàng ngàn xe bị mắc kẹt trên giao lộ Lujiantan. Sương mù khiến cho tầm nhìn giảm xuống còn chưa tới 100 thước tại thành phố Shangrao và Jindajin tại một khu vực và tầm nhìn xuống thấp tới 50 thước. Ngoài ra thì sương mù còn che phủ thành phố Ưng Đàm. Xe cộ buộc phải lái chậm với đèn báo nguy hiểm được bật lên. Người dân địa phương được cảnh báo tự bảo vệ mình trước có khả năng là ô nhiễm không khí. Các tài xế cũng được nhắc nhở cẩn thận với điều kiện trên đường và lái xe chậm lại.